Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ review 8 tựa game nha. Chúng ta hãy bắt đầu với Granny Chapter 2. Có phải ông đang đi tìm bà Granny không? Mình không muốn bắn nó mà mình muốn dùng lựu đạn để hạ gục nó. Thank you.
mình sẽ chơi Surrender in Ice Room. Thank you.
Ok, và bây giờ sẽ là Ice Cream United. Oh my gosh. Cô nàng này
Không biết cái khoe cam màu xanh đâu rồi. Mình phải đi tìm cái khoe cam màu xanh nữa. Các bạn vừa nãy lấy xong vứt đâu rồi? Vào đây trốn à, bỏ tay luôn. Hay mà mình còn đến kịp, nếu có kịp thời gian không. Chuyển qua review crop top. Cookies back.
Ôi. Có thể hoàn thành cái tựa game này dưới 300 giây. Vẫn đứng đầu luôn. Mình sẽ review tựa game tiếp theo trong video này nha. Mình sẽ chơi Bandit. Time for a great show. You got it. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Problem one. Great show. Good one.
me something great. Oh my gosh. Good to meet you. I can finally get out of this place. I need to find help. Just scratch Horoju. Thank you.
sẽ review video này. Mình sẽ chơi full. Oh my god. Ok. Và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì các bạn hãy cho mình một like và một subscribe và hãy comment để lại ý kiến của mình nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình trong suốt thời gian vừa qua. Mình rất vui vì những phản hồi tích cực của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.